Kính thưa toàn thể đại chúng, ở trên đời này chúng ta cùng suy gẫm mà xem. Vạn vật hình như nó đều có cái sự cho và nhận cả. Đấy, có cái sự cho nhận. Đại chúng thấy nghe không? Mặt trời thì cho chúng ta ánh nắng vào. Wow. Đấy. Cây cối thì nhận ánh nắng mặt trời rồi cho ra hoa trái. Đấy. Tất cả mọi cái vào wow nó đều có một cái sự cho nhận. Có lẽ nó làm cái đạo lý tuần hoàn trao đổi ở trong cái vũ trụ pháp giới này. Chẳng có cái gì mà lại không có sự trao đổi cho nhận cả. Nếu mà một vật không có cái sự trao đổi thì người ta gọi giống như là vật chết ấy. Vật chết ấy. Thầy nhớ có một cái bài hát mà nhạc sĩ Hoàng Long sáng tác cho các cháu thiếu nhi đấy. À, trong bài hát đấy có mấy cái lời này cũng rất hay cho những sớm ban mai là ánh nắng bình minh à, cho những đêm trăng đẹp là chị hằng tươi sinh cây cho trái và cho hoa sông cho tôm và cho cá đồng ruộng cho bông lúa chín chim tặng lời gieo ca cái bài hát thì rất hay bài hát thì hình như cái tựa đề của nó là là bác hồ người cho ta tất cả đó Đấy, cho các cháu thiếu nhi hát và bài hát rất là vui nhộn nhưng mà thực sự cái bài hát ấy cũng cho chúng ta, ta thấy một cái đạo lý và đấy chúng ta thấy ở trên cuộc đời này cái vạn vật trong thiên nhiên mà còn cảm giác như là biết cho biết nhận và biết dân hiến và, mặt trời cho ánh nắng không có ánh nắng thì chúng ta chết và, cây cối cũng chết hết và, thế, cây cối nhận được ánh nắng từ mặt trời thì lại cho cho hoa cho cho trái cho đời, à, mưa thì cho nước xuống suối xuống khe, suối khe thì lại đem nước ấy cho sông, sông đem nước ấy cho ra biển, biển thì lại lại cho hơi nước bay lên làm mây, Đấy, cứ tuần hoàn như vậy. Nghe không? Đấy. Vạn vật chúng ta cảm thấy nó đều có cái sự cho nhận trao đổi. Đấy. Thế còn loài người chúng ta thì sao, thưa đại chúng? loài người chúng ta vì chúng ta khác với muôn vật, chúng ta có ý thức, chúng ta biết suy nghĩ, à, chúng ta hơn đó, hơn các loài vật, à, hơn những cái vật tự nhiên này. thế nhưng mà khổ nỗi chính chúng ta biết suy nghĩ này này, và chúng ta lại có những cái suy nghĩ gọi là mê lầm, chấp ngã, không? À, chúng ta suy nghĩ mà chấp ngã đấy. cái đấy nhà phật mình gọi là vô minh đấy vô minh chấp ngã chấp cho rằng là có ta có tôi và có những cái của tôi và chúng ta đều muốn cho cái tôi của mình nó to ra nó lớn mạnh lên Nghe không? đấy cái mà mê lầm của chúng ta là thế thế cho nên chúng ta thường có khi là không nghĩ cho ra cho ra sợ như là mất cái tôi của mình nó nhỏ bé đi mà chúng ta thường lại thích nhận về vào nhận về giữ lấy bám chặt lấy nghe không? cái gì là của mình mình giữ cho chặt nghe không đấy không muốn cho ra và muốn cho cái của mình nó to lên lớn lên nữa đấy. cái đấy là cái bệnh mà cái mê lầm chấp ngã của chúng ta của loài người chúng ta đấy à, chúng ta chấp ngã dữ lắm Đấy, cho nên mà trong pháp giới này thì vạn vật nó đều biết cho biết nhận, Đấy chúng ta thấy wow, hòn đá và wow, hòn đá buổi sáng nó nóng nó nhận ánh nó mặt trời nóng tối thì nó tỏa nhiệt ra cho mọi người được ấm và wow, hòn thạch quang buổi sáng nó nhận ánh sáng đến tối nó phát quang lên tự nó phát sáng á, cho những vật xung quanh nó còn biết đáp trả như vậy, thế nhưng mà người chúng ta nhiều khi đấy Do mê lầm Do ngã chấp cho nên chỉ biết nhận về Không biết cho ra Và muốn nhận về thật nhiều Và giữ cho thật chặt Cho cái bản ngã của mình Củng cố cho cái bản ngã của mình Đó. Con người chúng ta lại như vậy đấy thưa đại chúng đấy, Như vậy đấy Thế thì Nó có lợi ích gì không thưa đại chúng Nếu chúng ta mà không biết cho Cho ra à, Chỉ biết nhận về Thì thế nào mà wow. cuộc đời này sẽ ra làm sao sẽ ra làm sao wow. toàn là những người chỉ biết nhận về không biết cho ra không biết giúp ai bao giờ thì cuộc đời nó ra làm sao Nghe không? để nói là ở trên cuộc đời này chúng ta cũng thế phải biết cho ra Nghe không? nếu chỉ cái gì cũng nghĩ vơ về cho mình wow. không tốt đâu không hẳn đã được lợi ích những cái người nhìn như vậy là họ rất là thiền cận wow cái nhìn của ngã chấp của ích kỷ tham lam và không từng biết mở rộng bàn tay cho nên người ta nói sống ở trên đời phải với bàn tay rộng mở chứ bàn tay lúc nào mình cũng nắm lại thế này thì sống với ai được và cuộc đời nó sẽ đen tối biết bao thưa đại chúng đó thế cho nên trong ngôn nó có câu gì nhỉ xoay lời thì trời cho so đo thì trời lấy lại, Cái người sợi lời mở lòng ra thì trời lại cho, còn mình so đo mình keo kiết thì trời lại lấy lại. ở đời nó thường lại như thế đấy. Cái người tâm ích kỷ thì họ cứ nghĩ cho là mất, bố thí là mất, cúng dường là mất, mà đúng thật bố thí là mất đi, mình cho tiền cho của đi là mình mình hao đi thật, đấy. họ thấy trước mắt như thế họ nghĩ là mất mát. Là thiệt thòi, cho nên chẳng bao giờ một đời trong họ Họ biết bố thí cho ai, giúp đỡ cho ai, biết cúng dường Không biết bao giờ, vì họ chỉ nhìn thấy cái trước mắt wow. Nhưng mà đúng là họ, thật sự họ đã lầm Ở trên đời này chúng ta biết không có một cái gì là mất đi hẳn Tại chúng thấy không? Đấy. Chúng ta cũng học cái định luật bảo toàn rồi wow. Có cái gì là mất đi đâu Không một cái gì mất đi cả năng lượng cũng không mất đi, vật chất cũng không mất đi, nó chỉ chuyển hóa thôi. Thế và đặc biệt tâm linh của chúng ta lại càng không mất đi, tâm linh thì càng không bao giờ mất đi. Đó. Vật chất không mất mà tâm linh cũng không mất. Thế thì cái chuyện chúng ta cho ra sao lại bảo là mất được? Không phải là mất đâu. Họ chưa thấy, chưa nhìn xa, chưa thấy sâu cho nên họ nghĩ như vậy. Mà họ nghĩ như vậy. Đó.